Bọt khí là hiện tượng màng sơn bị lẫn bọt khí trong quá trình thi công. Các bọt khí này để lại vết trên bề mặt tường sau khi màng sơn đã khô. Các nguyên nhân thường gặp đối với hiện tượng nói trên thường là rulo mới chưa đạt được độ thấm hút tối đa trước khi thi công, hoặc chất lượng rulo hạn chế, sơn trong tình trạng quá đặc khi thi công. Thông thường các vết bọt khí sẽ tự vỡ đi trong quá trình màng sơn khô để giúp bề mặt liền lạc. Tuy nhiên quá trình nói trên sẽ bị hạn chế khi sơn thi công trong tình trạng quá đặc. Với sự cố bọt khí, cách khắc phục không quá khó. Chúng ta chỉ cần xả nhám nhẹ màng sơn để phá bỏ các vết bọt khí, thi công thêm một lớp sơn nữa trên toàn bộ bề mặt tường theo tỷ lệ pha loãng khuyến cáo từ nhà sản xuất. Điều quan trọng nhất khi ngăn ngừa hiện tượng bọt khí trên màng sơn đó chính là cần phải lựa chọn và xử lý rulo thật kỹ trước khi thi công. Đảm bảo rulo mới trước khi thi công cần được thấm nước sạch và loại bỏ nước thừa trên rulo. Nên sử dụng các loại rulo làm bằng chất liệu có độ thấm hút sơn tốt, sợi lông ngắn. Ngoài ra, một điểm quan trọng cần lưu ý trong quá trình thi công sơn đó là luôn tuân thủ tỷ lệ pha nước từ nhà sản xuất.